Rồi hello, xin chào tất cả anh em ha. Thì hôm nay cũng chưa rồi, mình cũng lại tiếp tục nhận một con xe Yamaha Sunker nha mọi người. Tình trạng là chủ xe ở nhà đã một trong vòng một tháng chủ xe đã thay ba cái bình nha mọi người. Đó thì sau nhiều lúc thay như vậy thì khách không còn chịu nổi nữa thì có đem ra nhà mình ha. Thì đây thì con này là con Novo 4 nha mọi người. Để bây giờ mình nổ máy lên mình xem nó như thế nào nha mọi người. Rồi, để mình nổ máy lên mình xem nó như thế nào. Bỏ ra đạp máy cho em anh thấy. Rồi để giờ mình ra mình nổ máy lên mình kiểm tra sạc xung coi nó như thế nào không mọi người ha. Rồi đạp 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 đạp. Rồi. Rồi bây giờ mình bật đèn đo 20V điện một chiều nha mọi người. Rồi còn để trong bình nha mọi người. Rồi nổ lên nữa nè. Tình trạng xe này nó không có dao động sạc khi mình lên ga nha mọi người. Rồi bây giờ anh mở một cái cọc đỏ này ra cho em đi. Mở một cọc đỏ cho em coi coi. Giúp ba kia mở một cọc đỏ ra. Mở cái cọc bình ra. Cái bình này là cái thứ 3 nha mọi người. Này từ tháng 3. Này là từ tháng 3 nha mọi người. Bình này thì đi hơi lâu được tí xíu. Thì bây giờ mình kiểm tra là hiện tại là xe này không có thấy sạc nha mọi người. Thì để bây giờ mình kiểm tra để coi nó bắt nguồn từ đâu nha mọi người. Không biết được là chết sạc. Rồi tắt máy, tháo ra là tắt máy luôn nha mọi người. Rồi giờ là xe này hiện trạng giờ nó đang không có sạc nha mọi người. Không có sạc, thôi giờ gắn vô đi. Rồi giờ tháo cục bình ra là nó tắt máy nha mọi người. Thì mình chưa biết nguyên nhân nó ra đâu và từ đâu nha mọi người. Giờ mình cứ gắn này vô mình đạp trước cái đã. Tại vì cái xe này hết bình họ chán quá, họ bỏ nó luôn mấy ngày mọi người ơi. Thì giờ mình đang mượn cái bình khác bỏ vô ha. Rồi. Rồi đạp nổ máy là giùm em cái đi. Rồi, rồi xe này mở cọc bình ra là nó tắt máy nha mọi người. Rồi bây giờ bật than đo 20V điện một chiều nha mọi người. Tại tháo cọc bình ra là nó tắt máy mọi người. Rồi giờ này ga nhẹ lên em ơi. Rồi bây giờ mình sẽ gọi đi qua đây rồi, để nó ngưng hết mấy cái kia đi. Rồi bây giờ mình thử coi lý do tại sao mà xe này nó một tháng mà đi mấy cái bình nha mọi người. Rồi bây giờ tạm thời giật cái này ra cho em đi. Bóp cái dắt vô giật ra. Rồi bây giờ bật than đo 20V xoay chiều nha mọi người ơi. Rồi giờ em bật than đo 20V xoay chiều ha. Rồi giờ đo dây đầu cuộn là dây đen nha mọi người và dây giữa cuộn nha mọi người. Đây đầu cuộn là dây đen, giữa cuộn là dây vàng sọc thỏi nha mọi người. Mở ganh ti thì nó đạt tầm 18V 19V nha. Rồi đúc qua. Rồi bây giờ mình lấy dây đen là đầu cuộn và cuối cuộn là dây trắng nha mọi người. Rồi, dây trắng lúc nào nó cũng sạc mạnh hơn nha mọi người. Rồi đây thì từ ở dưới mâm đi lên là nổ ganh ti là ok nha mọi người. Dần sạc là chuẩn nha mọi người. Còn cái dây mà giữa cuộn và cuối cuộn thì nó nằm chỉ tầm khoảng là ganh ti khoảng tầm 6-7V thôi nha mọi người, chứ không có được nhiều đâu nha mọi người. Tại vì cái này nó không phải như là cuộn sạc các dòng xe như là Attila hay AB nha mọi người. Thì mấy cái dòng xe mà tay ga đời sau này thì đa số mọi người đo ba cộng dây của nó, đầu cuộn, giữa cuộn, cuối cuộn, nếu mà đảo phe lưng phiên á thì đa số là nó nằm gần gần nhau nha mọi người. Nhưng mà cái dòng sạc của Sirius rồi Jupiter và Novo rồi á thì cái dây giữa cuộn và đầu cuộn, dây giữa cuộn và cuối cuộn á thì nổ ganh ti nó nằm tầm khoảng là 6-7V thôi. Khi mà mình nẹt ga lên nó mới lên, nẹt nhẹ lên nữa đó. Đó, đây nẹt ga nhẹ lên nè. Đó,
Thì nạc nhẹ lên đó thì nó mới đạt được là nạc nhẹ thôi nha. Còn nạc cuối tại đây ồn lắm, mình không có nạc được. Nạc nhẹ thôi nó mới lên mười mấy volt nha mọi người. Thì dây giữa cuộn và cuối cuộn là nó nằm như vậy là cũng là cũng được rồi nha mọi người. Và bây giờ mình sẽ đưa vô đây. Đưa vô đây là mình đo lại thêm một kiểu khác nữa. Rồi. Bây giờ mình giật này ra và mình đưa mát đi. Giờ mình đưa mát vô. Rồi bây giờ lấy cái cọng dây này đút vô mát giùm em ơi. Đút vô dây đen. À, anh em nhớ nè, cái dòng xe này á, ba cọng dây này, cái dây đen này là dây đầu cuộn nha. Nếu như anh em đưa vô mát sườn thì hai cái dây này nó hoạt động cái chức năng mà đèn với sạc giống như dòng xe Rimway hồi xưa nha mọi người. Nhưng mà khi anh em giật cái này ra thì nó là đã tách mát nha. Khi mà ghim vô cái dây này ở dưới đây là nó không có tách mát nè. Ở dưới đây nó tách mát sẵn nè. Nhưng mà anh em ghim vô trong cái dắt trên này, cái dây màu đen này là nó bắt vô mát sườn nha mọi người. Đó, dây màu đen trên đây bắt vô mát sườn. Khi mà cái màu đen này ghim vô đây thì coi như cái đầu cuộn này nó tiếp mát. Thì xe này nó không có là cái này nó mát là coi như hoạt động có hai dây này thôi. Khi anh em giật cái này ra thì ba dây này anh em muốn đo nó lên điện hay không thì phải đút vô từng cặp nó mới lên nha. Rồi bây giờ mình đo là mình lấy cái này mình đưa vô mát. Rồi đưa vô mát luôn. Rồi đút vô đi. Cầm mình đang cầm này đưa này vô đây cho. Đây. Thì em đã tiếp mát mà một cái dây đen này em tiếp mát vô trong sườn ha mọi người ha. Thì cái dây cuối cuộn nổ canty là 23 24 25 volt. Rồi đưa vô dây giữa cuộn vàng sọc đỏ. Thì khi em tiếp mát cho nó thì đổ canty là dây sạc vàng sọc đỏ là canty cũng gần 19 volt nha mọi người. Rồi qua là cái dây cuối cuộn màu trắng cuối cuộn. Rồi dây cuối cuộn lúc nào nó cũng mạnh hơn nha mọi người. Đó thì ở dưới đây thì em thấy sạc nó cũng là để nói là ok nha mọi người. Rồi bây giờ cứ mình ghim vô đi rồi để mình mở cái này ra thử coi nó hiện trạng gì. Mở ra cho em à. Mấy cái dòng xe này thì nó hay bị giặt cái vụ sạc lắm nha mọi người. Thì lấy tơi đút vô không có đút vô được. Thì cái dòng xe này anh em làm thì cũng có nhiều người họ làm nhiều cách khác nhau ha. Có người thì họ cắt cái dây đỏ từ con IC mà cái dây đỏ để nó nuôi cái e điện cho cái buổi sáng nó nhẹ nổ xe đó mọi người. Thì có anh em cắt cái dây đỏ đó ra đưa vô dây màu nâu sao khóa nha anh em, để khi cái điện đó mỗi lần muốn hoạt động thì anh em chỉ có bật sao khóa thì coi như nếu mà làm như vậy thì coi như nó cũng đã bỏ luôn cái tính năng mà e điện nha mọi người. Tại vì chủ yếu là cái buổi sáng để cái e điện hoạt động, nhưng mà anh em đã đưa qua dây sao khóa rồi cột bên kia luôn, đưa qua dây sao khóa thì coi như cái e điện đó nó không còn chức năng nữa. Tại vì khi mà bật lên sao khóa rồi anh em mới đề lúc đó nó cái hoạt động của nó mình nghĩ là chắc là nó không còn đạt hiệu quả nữa. Tại vì lúc nào cái e điện đó nó cũng cần cái nguồn mà bình trực tiếp ha, để nó cung cấp cho cái e điện khi buổi sáng lạnh máy đó, nó giúp cho cái dòng xe của mình nó hoạt động nó hiệu quả hơn. Nhưng mà khi mình đưa sao khóa thì anh em sợ cái đó thì cũng được. Nói chung là cũng được đi, thì nó giặt thì mình thử nhiều cách, mình thử cách đó nếu mà ok thì mình làm đó. Nhưng mà giờ mình phải tìm thử cái chính xác là nó như thế nào nha mọi người. Thì xe này hiện tại bây giờ là xe không có sạc nha mọi người. Thì chủ xe thì tại cái bình nó nằm ở trên đó, nên là chủ xe họ cũng tự mua bình về cũng hết mấy cái rồi nha mọi người. Rồi mình coi thử coi tại sao nó bị cái gì nha mọi người. Rồi lấy lại 10 bắn nó ra luôn. Thì lên đây chủ yếu giao lưu và học hỏi chia sẻ cùng nhau thảo luận thôi nha bà con ơi. Chứ mình cũng không có cái ý định gì trong những cái cuộc live stream này hết nha mọi người. Nhiều anh em nào thì thấy mình đăng nhiều dặn cái này ra, dặn ra. Thấy mình đăng nhiều cái clip quá thì cũng thông cảm ha. Anh em nào không thích xem thì có thể bỏ qua ha. Tại vì còn nhiều anh em là họ cũng cần lắm nha mọi người. Anh em giỏi thì bỏ qua, thì nói thẳng thì ngày trước mình cũng như anh em thôi. Đó mình có biết làm gì đâu.
cũng nhờ thời gian rồi tích lũy tích góp rồi nó cho em ăn hành ăn ngò rồi giờ bắn cái này ra đi, nó cho em ăn hành ăn ngò rồi từ từ cái đầu cây của em nó cũng lên đô đó mọi người. Giờ đăng lên đây chủ yếu là chia sẻ và học hỏi, cùng nhau học hỏi thôi, còn những người mà biết rồi thì em không có ý định gì đâu nha. Nên anh em bớt vô hành em ha, mấy anh nào bữa có nhắn tin cho em thì thông cảm ha, khỏi đóng nó ra đi, mở này ra rồi này, nãy này ra ra nãy cái này bóp vô, lấy cái tay bóp vô, lấy kìm kẹp vô đây. Thì những cái dòng xe này á mọi người, nó hay có cái trường hợp mọi người để ý nè, mấy cái chân dắt của nó đen đen nha mọi người, là do là nó đi lâu rồi, anh em thấy không, nó tiếp xúc rất là kém nha mọi người, tiếp xúc rất là kém đó, lâu ngày. Và anh em để ý ha, trong những trong ba cái dắt này nó sẽ bị nám hoặc là nó bị lâu ngày đó, nó bị hở ra nha. Và bây giờ tạm thời mình khắc phục đỡ thôi, rồi anh cầm này cho em đi, anh cầm này cho em đi. Giờ khắc phục trước nha mọi người, không được thì hồi mình sẽ thay cái bộ chua này nha mọi người. Bây giờ mình làm thì mình chủ yếu mình giải quyết nhanh cho anh em xem thôi, chứ còn cái chua này hồi là khả năng là mình thay cái chua khác nha mọi người, chứ em không có giữ được cái chua này đâu mọi người. Một là anh em nại ra ha, nại ra vệ sinh sạch sẽ ha, một là anh em nại ra vệ sinh sạch sẽ. Thường là nó bị trong vòng, mà thường là nó bị cái dây đầu cuộn nè, cái dây mát này nó hay bị nhức nha mọi người đó, dây mát chuyên gia là cái cọng dây màu đen này nó hay bị lỏng, nó hay bị hở rộng cái này ra. Rồi bây giờ là em chỉ giải quyết trước để quay lên cho anh em xem thôi ha, rồi một hồi là em sẽ thay cái này nha anh em không có vệ sinh không gì hết luôn. Bây giờ em mở ra rồi em sẽ gắn lại như vậy, em nhích mấy cái đó vô thì mình cứ làm thử nghiệm trước đi, rồi một hồi nữa rồi mình coi nó có sạc hay không thôi mọi người ha. Sót mọi người thông cảm ha. Này hồi em sẽ rửa sạch hết mấy cái này, vệ sinh là em thay cái bộ chua nha mọi người. Tạm thời giờ mình cứ cho nó nổ trước đi rồi mình kiểm tra. Tại đang quay ốc đâu, tại đang quay cho anh em xem nên là mình giải quyết cái nhanh lẹ trước được, rồi mình sẽ vệ sinh sạch sẽ mấy cái cuộn đèn đó, rồi thay bộ chui khác cho mọi người. Rồi mọi người cứ chờ em tí xíu ha. Đang like bạn ơi. Hả? Mình đang like cái gì tí xíu nữa, chờ mình tí xíu. Mày like cái tao thôi, đừng có dính vô nè. Rồi, bây giờ rồi đây cầm đi. Rồi giờ qua nổ máy lên, qua đạp nổ máy lên thử coi. Rồi bây giờ mình thử coi nó còn tắt máy hay không mọi người ha. Rồi bây giờ bật điện 20V, tại mình gắn cái cọc bình vô rồi, mình phải bật thang đo 20V một chiều nha mọi người. Rồi để mình thử đút vô coi. Nhìn cho cái đó. Rồi bây giờ nè mọi người thấy nè ha. Là sạc này nó có dao động nha mọi người, mình nổ canty rồi mình quặn ra là mọi người thấy nè. Mình quặng ra nhẹ thôi, nó có dao động nha mọi người. Rồi bây giờ thử tháo cục bình ra coi còn bị tắt máy nữa hay không. Tháo cục đỏ ra thử. Xe này thì sạc zin nha mọi người, em chưa có thay sạc, em chỉ mở dưới ra thôi ha. Rồi bây giờ là mình mở cục đỏ này ra là xe đã nổ máy nha mọi người. Rồi vậy là kết luận là cái xe này nó đang bị cái vấn đề là cái bộ chui nha mọi người. Rồi dịnh vô đây giùm em, dịnh vô đây giùm em, vô, tức vô. Đây bây giờ là em để cái anti ha mọi người ha.
em để cái anti em bật than đo 200V xoay chiều nha mọi người. Tháo cục bình ra, hồi nãy tháo ra là tắt máy nha mọi người. Thì đó, bây giờ nổ cái anti nha, nổ cái anti là gần 10V nè mọi người. Để mình thử mình nhẹ nhẹ lên có bao nhiêu. Rồi, nổ cái anti mình quặng ra lên thì quặng ra cũng không có lớn lắm nha, nó lên cũng 12V là cũng là ok nha mọi người. Hồi nãy là mình tháo cái này ra là nó tắt máy nha. Rồi, thì là xe này kết luận là cái bộ chắc chui ở từ mâm lửa lên ha, nó tiếp xúc kém ha, là coi như là cái dây này, rồi bỏ cái đó gắn cọc bình vô lại đi. Đây mọi người thấy ha, khi mà cái cọng dây đen này từ ở dưới cuộn sạc đi lên, từ dưới cuộn sạc đi lên thì nó tách mát nha mọi người. Ba dây này á, khi mà mọi người tháo cái này ra nè, thì mọi người tháo này ra, mọi người muốn đo nó là mọi người phải đo từng cặp nha. Từ dưới đây đi lên là nó tách mát ha. Nhưng mà khi anh em ghim vô đây, cái dây đen này nó nối vô cái dây đen ở đầu trên này, dây đen đầu trên này là nó nối vô mắt sườn nha mọi người. Vậy thì cái dây đầu cuộn nếu nối vô mắt sườn thì nó chỉ còn hoạt động là hai cái dây này thôi, vàng sọc đỏ và dây màu trắng. Đó thì nó tương tự giống như rim quay thôi, nhưng mà khi anh em tách này ra thì nó sẽ là nó tách mát nha. Ghim vô đây á là nó bắt vô dây đầu cuộn nó đã nói mát rồi, thì nó sẽ xài lại tương tự giống như sạc kim quay vậy đó, nó tự tự như vậy nha mọi người. Mà xe này thì nó hay bị nhất là cái dây màu đen từ dưới dắt rắc rui nha mọi người, nên là hãy chú ý vô phần này. Còn có vấn đề mà anh em cắt cái dây đỏ nói với dây nâu sau khóa của cái hệ điện thì mình cũng không có nói ha, thì làm kiểu nào miễn là nó có sạc và nó ok là quốc thôi. Rồi thôi thì mình đăng lên như đây thôi ha, rồi nữa mình sẽ đi mua cái bộ chui này mình thay vô ha mọi người ha. Rồi chào bạn Khởi mọi người ha.